Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Theo đúng quy định, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 11 trường quốc tế, còn lại hàng loạt trường khác tự gắn nhãn quốc tế đều nhằm đánh lừa phụ huynh học sinh, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Cụ thể, danh sách 11 trường quốc tế tại Hà Nội bao gồm: Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng gia, Trường quốc tế đa cấp Anh Hà Nội, Trường phổ thông đa cấp Concordia Hà Nội, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông song ngữ quốc tế Horizon tại thành phố Hà Nội, Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Singapore, Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Gamuda Garden, Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Sipucha, Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Vạn Phúc, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế St. Paul, Trường mầm non và phổ thông quốc tế Park City Hà Nội, Trường Hàn Quốc tại Hà Nội. Đây là những trường có tên kèm hai chữ quốc tế trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động, có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Các trường này dạy chương trình quốc tế cho học sinh người nước ngoài sống tại Việt Nam và cả học sinh người Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% tổng số học sinh. Trong danh sách chính thức không hề có tên trường Gateway và nhiều trường có học phí hàng trăm triệu đồng khác. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.